Quăng. Wow. Ok, thì hai chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mình là Ocean Minecraft đây. Thì hôm nay mình đã không còn bơm rú nữa rồi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với review mod ở trong Minecraft. Thì lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mod phải nói là khá là hay luôn, được trích từ trong cái series, trích từ trong cái mod patch Hexix. Thì ok, giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu xem cái mod đó là cái gì thôi. Ok. Ok, đến với cái mod đó thì cái mod đó được trích ra từ trong cái mod patch là tên là Hexix. Thì chắc chắn những bạn nào chơi Minecraft phải nói là rất là lâu rồi thì chắc có thể là biết đến cái mod patch này. Mod patch phải nói là khá nổi tiếng với những người chơi trên Minecraft PC. Còn trên Minecraft EA thì chưa có các bạn, tại vì cái mod patch này khá là lag và các bạn phải cài khá là nhiều cái mod để mới có thể chơi được cái mod patch này một cách phải nói hoàn hảo. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mod thì nó cũng gần giống như là mô phỏng lại cái mod patch Hexix vậy đó, nhưng mà nó chỉ chứa đựng một vài thứ thôi. Thì đấy, đây mình show cho các bạn. Đây thì nó cho các bạn một vài bộ giáp và một số cái đầu của mấy con boss các bạn, Naga nè hay là Hira, tất cả những con boss trong đây. Thì đấy, và một số những món vũ khí sẽ giúp các bạn. Ngoài những cái món này ra thì nó còn cho các bạn một cái thứ phải nói là khá là hay luôn. Thì đó chính là cánh cổng đến khu rừng chạng vạn. Thì đấy, thì những ai mà từng chơi cái mod patch Hexix này thì những người đó thì đều đi đến cái khu rừng này cho các bạn. Không ai không loại trừ ai chứ hết. Tất cả những YouTuber nổi tiếng từ đó giờ, những người chơi mà review cái mod patch này thì tất cả những người đó đều đi đến khu rừng chạng vạn này. Và bằng cách khá là đơn giản thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu test đó. Thì ngoài ra thì nó cho các bạn một số những món vũ khí, món đồ phải nói là rất là hay luôn các bạn. Như là cái cục hít này nè. Thì cục hít này nó không có hít mod hay là bất cứ hay là quái vật gì hết, mà nó hít sắt, những cái quặng sắt và một số cái quặng các bạn. Là nó hít, nó hút những cái quặng lên và đặc biệt là quặng sắt nha các bạn. Tại vì cái cục hít này các bạn biết cái đặc tính của nó rồi đó. Thì là cục hít ngoài đời thì nó hút sắt. Đó, thì trong mod nó cũng ra như vậy đó. Nó sẽ hút những cái quặng sắt, chứ nó không hút những cái item hay là mod gì hết. Thì đấy, đấy các bạn thấy chưa, mình đã hút được một cái quặng sắt này nè. Các bạn bấm là chuột phải. Đấy, nó sẽ hút từ từ lên, các bạn phải chờ đợi. Thì khi sử dụng cái cục hút này nè, thì tất cả những cái cục sắt ở gần bạn đó, đấy, nó sẽ trở lại đó. Những cục sắt ở gần bạn thì nó sẽ dịch chuyển lại chỗ của bạn. Đấy, và sẽ đào khá là easy thôi, khỏi phải đi mai méo gì hết. Đấy, những cái quặng sắt các bạn mà ở gần mình đó, sẽ đi lại chỗ mình. Đấy, nhưng mà phải mất thời gian là khá là lâu. Ok, thì chỗ này thì ok, vậy chúng ta test tới cái mod chính của chúng ta, đó chính là cánh cổng đi đến khu rừng chạng vạn ở trong cái mod patch Hexix, cái mod lớn. Cái mod này mình trích ra từ cái mod patch đó. Ok, okay, trước tiên mình sẽ lắp cái hố này lại nè. Đấy, thì cái mod patch này mình sẽ để link ra đó dưới phần mô tả. Và nó sẽ cho các bạn phiên bản mới nhất hiện giờ là 1.12 nha, 1.12.2. Đấy, ok, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo ra cánh cổng đó. Cánh cổng để các bạn đi đến với khu rừng chạng vạn. Đây, các bạn chỉ cần đào 4 block. Ok, ngang 2 ô, dọc 2 ô, đào 4 block. Đấy, sau khi đào 4 block thì các bạn đổ nước vào, đổ nước cho đầy luôn nha. Đấy, xong rồi các bạn sẽ sử dụng hai bông hoa, là bông hoa đỏ và bông hoa vàng. Đấy, hai bông hoa, và các bạn phải thu thập tất cả tổng cộng là 12 bông và đặt rải rác xung quanh cái hồ nước nhỏ đó, cái dụng nước nhỏ này. Để các bạn đặt, cứ đặt đại gì đi, đặt đúng hai block nó thôi, tại cái hình dáng của cái bông hoa này nó không có đúng hàng chắc lắm các bạn. Đấy, mình đặt đúng 12 bông xung quanh 12 block của cái hồ nhỏ này. Đấy, thì sau khi đặt xong gì đó, đủ 12 bông, để điểm đủ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Thì các bạn quăng một kim cương, cục kim cương, nhớ là cục kim cương nha, thì nó mới kích hoạt được. Đó, thì nó sẽ kích hoạt cho các bạn cánh cổng đến Twilight Forest.
hay là khu rừng trạng vàng. Đấy, ở trong cái mod bách khá là nổi tiếng là mod bách Hexic, mà rất là nhiều những người chơi Minecraft lâu năm ở trên Minecraft PC thì phải biết đến cái mod bách này. Thì đấy, ok, chúng ta sẽ lấy thêm một số thứ để dự phòng các bạn, để có gì mà khi các bạn đi đến cái khu rừng trạng vàng đó mà cái lạc mất cái cánh cổng này nè, thì vẫn còn cách là tạo cánh cổng khác để đi trở về. Đấy, thì chúng ta đang trên hành trình đi đến cái khu rừng trạng vàng. Thì ở đây thì đặc biệt chúng ta tới đây thì chúng ta đã đánh quái thôi chứ không có làm gì hết trơn các bạn. Đấy, ok, thì sau khoảng thời gian khá là lâu mình quay trở lại khu rừng trạng vàng đây. Thì có thể các bạn chưa biết là tại sao cái khu rừng này là tên khu rừng trạng vàng. Đấy, bởi vì thời gian ở trong đây đặc biệt là chỉ có cái lúc xế chiều hoặc là buổi đêm tối thôi các bạn. Thì đấy, và các bạn khi sử dụng command block mà các bạn chỉnh cho thời gian mà thành tem sách đây á, thời gian thành buổi sáng á, thì nó sẽ không có gây là gì hết, vẫn là thời gian đó. Thì đấy, đó, thì các bạn đi đến cái khu rừng này thì đặc biệt phải nhớ cầm theo một cục kim cương để đi quay trở về. Nếu không là các bạn khi mà lạc mất cái đó thì sẽ không trở về được, hoặc là lỡ tay đập mất cánh cổng đó. Đấy, mà không sao thì các bạn vẫn có thể dùng cách là cách khá là nhanh rồi đi bằng đường hàng không á, là bay chết về đó. Đấy, thì chủ yếu cái modpack này, cái modpack này thì chủ yếu đó là modpack PvP mà các bạn. Đấy, người ta muốn nâng cao cái trình độ PvP của người ta nên người ta chơi mod này. Đấy, chủ yếu là mod đó. Nhưng mà thì cũng không lạ lắm gì khi các bạn đi đến cái khu rừng này thì chủ yếu là cũng là PvP với những con mod và để chiến đấu với tụi nó thôi. Thì đấy, thì nhưng mà máy mình phải nói là khá là lắc các bạn, nên mình sẽ không có PvP tụi nó đâu. Đó, thì mình sẽ review cho các bạn cái mod bách này thôi, cái mod bách giúp cho các bạn đến cái khu rừng dạng bạn ở trong Hexic. Thì đấy, đó, các bạn thấy khung quanh này khá là lạ đúng không nào? Có những cây gỗ phải nói là cực kỳ lạ, và một số con mod như là con đơm đớm nè, đó, nó phát giúp các bạn phát sáng. Đấy, đập đó thì nó không ra gì hết. Chơi hết tới sao nữa? Đó, chút thì nó tắt. Còn đơm đớm có nhiệm vụ thì đó chính là phát sáng nha các bạn. Đấy, khá là nhiều đơm đớm. Và nếu các bạn lỡ mà lạc mất trong khu rừng hoặc là không có bông hoa thì các bạn vẫn có thể lấy những bông hoa này nè, hoặc là chế tạo một cái xô múc nước, nước mà ở dưới dòng sông ở đó, xong rồi đổ đầy lên và phải đi mai đào được một kim cương, xong rồi sẽ quay trở lại thế giới thực khá là bình thường thôi. Thì đấy, và ngoài ra thì ở cái thế giới này thì nó còn có một số con mod phải nói là khá là lạ luôn các bạn, như là con số con mod, con boss đó các bạn. Và con mod này mình chả biết ở đâu ra nữa, là con này là sừng tắm. Đấy, thì bởi vì mình đây là lần đầu tiên mình giới thiệu hoặc cũng như là cái review thôi, mình cũng chưa chơi những cái mod bách này lâu lắm. Chưa chơi mod bách này bao giờ hết trơn á, bởi vì cái này là chơi máy tính mà mình thường là thường chơi trên điện thoại thôi, không có điều kiện. Thì đấy, đấy thì đây cũng như là một cái tòa hành này các bạn, tòa hành để cho những người pro PvP hoặc là những youtuber sinh tồn á, thì ta thường tới đây nè để ta thể hiện cái nâng cao trình độ PvP của ta bằng cách chơi đây đang đấu với dập, hoặc là lấy những món đồ các bạn, mua đồ hiếm trong đây nè. Đấy, thì vô đây thì chả thấy cái đường đâu nữa. Ok, thì mình sẽ đi vòng quanh để xem có cái đường vô không nha. Hoặc là đập đi. Đấy, cái đập này đập khá nhanh. Ok, để không cho muốn cái video mình quay cho các bạn nó lắc á, thì mình đã chỉnh cho cái này ở chế độ bình yên rồi, nên khi các bạn sẽ không thấy một cái con boss nào spam ở đâu. Đấy, và thấy những cái lồng spam trống rỗng này thôi. Đó, và có một số con boss phải nói là khá là lạ luôn các bạn. Này không biết mình con gì luôn, thỏ, nhưng chắc không phải thỏ đâu. Đấy, và bầu trời đây là luôn luôn là màu đen nha các bạn, giống như buổi tối vậy đó. Và có một con cù thì giống như cù kỳ lạ đó các bạn. Và ngoài ra thì nó sẽ có một cái mod bách cũng khá là hay các bạn. Mod bách hình như là đưa các bạn đến cổng thiên đường đó. Thì nếu bạn nào ủng hộ cái series giới thiệu mod của mình thì hãy để lại một like và một bình luận bên dưới. Thì nếu bạn thấy thì nếu bạn ủng hộ mình nhiều thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn nhiều mod bách hay và nhiều cái mod bách giống như là cánh cổng đi đến thiên đường nè. Đấy,
ở thì nó hút những cái quặng từ rất là dưới lòng đất hay là những quặng gần bạn đưa lên nè. Ví dụ đây là quặng đá đỏ nè, đỏ đó, lâu lâu mà nó hút được kim cương thì phải nói là cực kỳ phê luôn đó các bạn. Đấy, thì đây là cục hít, mình chả biết, chả biết. Ngoài ra thì còn khá là nhiều những dụng cụ phải nói là rất là phê luôn các bạn. Đây bên đây có những con gà nè, thì đây đó, khá là phê luôn đó. Đấy thì mình sẽ để cái link của cái modpad này ở dưới dành cho những bạn nào mà có PC gì đó và có phải muốn chơi cái modpad này nhưng mà không chơi được cái headset, chỉ muốn test thử cánh cổng đến khu rừng trang vạn thôi, thì mình sẽ để link dưới phần mô tả luôn. Thì ok, thì nếu các bạn lỡ lạc ở trong rừng rồi thì các bạn cứ tạo một cánh cổng y như bình thường như hồi nãy vậy đó, nhưng mà các bạn bắt buộc các bạn phải đầy đủ nguyên liệu. Đấy, mình sẽ cắm những bông hoa vào 12, tất cả là tổng cộng 12 bông hoa. Nãy bông hoa vàng và bông hoa, ủa, và bông hoa đỏ cho nó đẹp. Ok, đổ nước vào bình thường, xong rồi quăng kim cương vô. Đó, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cánh cổng đi về, trở về thế giới bình thường. Đấy, và sau khi các bạn khám phá xong thì các bạn có thể đi trở về như bình thường thôi. Thì đấy, thì ok, mình đã giới thiệu cho các bạn thành công cái mod này, chích từ trong cái mod bách lớn là mod bách Hexic, là mod bách khu rừng cánh cổng đến khu rừng chân vạn, và một số những cái item hay là một số các công cụ mà nó được thi vào. Đấy, khá là nhiều, thì các bạn có thể tự tải về và sẽ trải nghiệm, thì các bạn sẽ thấy một cái trải nghiệm nó là hay hơn. Thì ok, thì video giới thiệu mod của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu bạn nào thấy video này hay thì hãy đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Ok, tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.